Cân là chuyện do mình quyết định. Chờ được 29 anh chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa. Em thì khá là chiều chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Mời bạn Nam. Cảm ơn Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bên chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Đầu tiên mời bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Em tên là Ngọc Hạnh, 29 tuổi. Hiện tại em đang làm quản lý tại công ty nghiên cứu thị trường. Công việc chính của em là làm việc với lại các nhà bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Rồi, quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra ở đây. Rồi, bạn trai, mời em giới thiệu. Dạ, em tên là Thọ, Phạm Hữu Thọ. Năm nay em cũng 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý giám đốc sản xuất của công ty gỗ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Tây Ninh. Nhưng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại em đang làm ở Củ Chi. Củ Chi là dạ. Cũng gần Tây Ninh mà. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Cũng 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Dạ. Mối tình nào mình nhớ nhất? Đó là mối tình thời sinh viên. Không, mối tình xa rồi. Nhưng mối tình gần đây nhất nè, là bao lâu rồi? Cách đây khoảng 2 năm. Qua các mối tình như vậy, bạn rút kinh nghiệm như thế nào? Tại sao mình phải chia tay những mối tình như vậy? Có lẽ là do em quan tâm bạn gái đó quá mức. Nhiều lúc quan tâm quá mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Quan tâm quá thì thích chứ có gì đâu mà. Cái đó em cũng không hiểu. Bạn gái đầu tiên á là em quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quan tâm nhiều có thể là bạn nữ cảm giác có thể là lạ. Không phải lạ nhưng mà quan tâm nhiều quá, giống như mình theo dõi nhiều quá. Người ta cảm thấy bị bức bối á. Bức bối gì đó, mình bó buộc người ta quá. Không bó buộc, chỉ quan tâm hỏi thăm thôi. Chứ em cũng không ràng buộc. Còn mối tình mấy mối tình sau là không quan tâm nữa. Nên đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Rồi vậy là hiểu rồi. Bạn gái, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em có là 3 mối tình. Chia tay cái mối tình cuối cùng cách đây bao lâu? Cũng khoảng gần 1 năm. Trong 1 năm vừa qua thì mình không có mối tình nào hết. Thật ra thì cái môi trường của em thì em gặp gỡ tiếp xúc rất là nhiều. Đúng rồi. Em nghĩ là mọi thứ nó sẽ ở cái chữ duyên á chị. Tại vì nhiều khi mình gặp nhưng mà mình là không có cảm xúc. Nhiều khi người ta gọi là không có phản ứng hóa học nó xảy ra á. Thì em gặp rất là nhiều người. Và cũng có những người là kiểu như là độc thân. Hoặc là những người mà cũng muốn tiến đến. Nhưng mà kiểu như mình không có cảm xúc thì nó cứ vậy á chị. Bản thân là em vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Giả sử mà có thêm một người nữa thêm vào á thì em nghĩ cái đó là nó cộng thêm thôi. Còn nếu không có thì cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. Ủa, 29 tuổi không muốn lấy chồng hả? Không phải là không muốn lấy chồng, nhưng mà ở nhà em thì gia đình em quan niệm hôn nhân là chuyện do mình quyết định. Chỉ cần hôn nhân đó là mình cảm thấy hạnh phúc thì dù mình 29 hay là mình 30-31 tuổi thì chuyện đó thật sự nó không phải là mà quá nghiêm trọng. Chờ được 29 năm chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa? Chờ 1-2 năm nữa thì không, đúng là không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà 29 mà lên tới 39 thì cũng hơi mệt mỏi. 39 thì chắc là em nghĩ là hơi lố, tại vì đó nên mình phải lo từ bây giờ chứ em nói không quan tâm sao được, đúng không? Dạ, thật ra thì em nghĩ là quan tâm ở cái khía cạnh đó là em chú ý bản thân em hơn. Có nghĩa là mình biết những cái kỹ năng hay là những cái gì mà mình cần để mình chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này. Ví dụ như là về tài chính hoặc là về cái cách mà cư xử. Thì đó là những cái mà em nghĩ là mình khi mà mình sẵn sàng á, thì nếu mình tìm được một đối tượng phù hợp thì chắc chắn là cái chuyện mà đến với nhau nó là chuyện dễ. Em thì em không có giống như một số bạn thì sẽ rất là lo lắng, sốt sắng, sợ là chết men rồi, không ai cưới mình rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lanh lắm đó. Bạn trai bên kia nghe bạn gái nói quan điểm của mình thì thấy như thế nào? Dạ em thấy cũng ok chị, cũng có một phần giống em, tức là cũng muốn có một cái tài chính ổn định. Bạn gái bên kia muốn tìm bạn trai của mình như thế nào? Cái đầu tiên sẽ là chuyện là phải rất là chín chắn và trưởng thành. Tính tình thì sẽ là điềm đạm, tại vì thật ra tính tình của em thì em có thể điềm đạm nhưng mà bản chất gốc thì em cũng không có được hiền cho lắm. Mình bên đây thì rất là điềm đạm, rất là trầm. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa bạn gái? Thật sự cái này thì nói cũng rất là thẳng thắn luôn rồi. Có nghĩa là hai người phải có đảm bảo về tài chính mà phải tương đối ngang bằng với nhau. Thì nó cũng tạo điều kiện để cho tinh thần mình thoải mái. Ví dụ như là đi chơi hoặc là đi du lịch thì cái chuyện đó nó rất là dễ. Và em nghĩ là cái cuối cùng sẽ là cái chuyện là một người đàn ông có lòng vị tha. Tại vì trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều sai lầm, ai cũng sẽ có sai lầm chứ không thể nào gọi là trọn vẹn được. Thì nếu mà có lòng vị tha thì mới đi đường dài được, còn nếu không thì sẽ rất là khó để có thể là hòa hợp với nhau. Sao anh? Tài chính nó không đủ mạnh để mình đi du lịch rồi đó. Vẫn đảm bảo đầy đủ. Có thể lo cho vợ và một người con được không? Dạ được. À, vậy là cũng ổn rồi. Anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em muốn tìm một bạn nữ như là tóc dài, nước da trắng chút xíu. Nếu được á thì bạn đó bù lại cho em chút xíu là nó nói nhiều chút xíu. Đó. Thấy rồi đó, có đó, dạ. Nhiều hơn đó. Yên tâm. Dạ. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Dạ, chỉ vậy thôi.
Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Em rất là dễ hòa hợp với lại người khác, rất là dễ gần, cũng như là em rất là kiên nhẫn để hiểu người khác như thế nào. Còn nếu mà gọi là trong chuyện mà quen nhau như là bạn trai bạn gái á, thì thật ra là em là người luôn chủ động và tạo ra những bất ngờ cho bạn trai. Em hay giận, nhưng mà khi mà giận xong thì để chừng nửa buổi hoặc là mấy tiếng là tự em sẽ hết giận thôi. Không sao, con gái giận hờn vu vơ tí cũng được. Hay bạn trai, nếu bạn gái cứ hay giận hờn hoài, mình có chiêu nào làm cho bạn gái hết giận không? Có thể là đi ăn uống, xem phim. Nếu mà giận dữ quá thì có thể là chuyến du lịch nào đó để xoa dịu đi. Anh có ưu điểm, khuyết điểm gì? Em thì khá là chiều chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà có thể dẫn tới thái quá chút xíu. Thái quá là sao? Nhiều quá. Chiều quá đó hả? Ví dụ có thể là tối nhắn tin, sáng nhắn tin, hỏi thăm cũng nhiều vấn đề. Vậy được mà, thích mà. Bạn gái có thích bạn trai không? Đừng có nhắn tin nhiều quá, quan nói tâm chung mình là nhiều vậy không? Người ta cũng bận nhắn tin hoài, người ta đâu kịp trả lời đâu. Phải thôi chị, tại vì ai cũng có cuộc sống bận rộn hết. Đúng rồi. Ngộ lắm. Thì nhưng mà mấy cái đợt sau này là em rút kinh nghiệm là em ít lắm. Bởi rằng con gái cũng rắc rối lắm. Không nhắn á, thì cũng nó sao không ta không quan tâm mình. Mà nhắn nhiều á, thì cũng bởi vì nó khó lòng lắm em. Cố gắng nha. Khó lắm. Cô bên này nhìn khó chịu lắm. Dạ. Bạn có muốn kết hôn chưa? Gia đình cũng hối thúc nhiều, lúc nào cũng nghe nói hết rồi. Riêng sợ về luôn. Nếu tìm hiểu thì bạn muốn bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 năm, 2 năm. Nếu mà cảm thấy hợp với nhau thì mình tiến tới thôi. Bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Cái hình xăm mắt thì đó em không thích. Có xăm mình không bạn? Dạ, chỉ vậy thôi chị. Dù nó yêu quá thì xăm lên anh trên đây rồi sao? Những cái điểm xăm mà có thể là nó giấu đi chút xíu á thì không sao, đừng có lộ liễu quá. Được, anh đây hiền á, hiền hậu dễ thương. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với lại em gái em ạ. Không, gặp em gái nào? Dạ em chào ạ. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường, em là em ruột của chị Hạnh. Thì em có nhận xét là anh này cũng chín chắn, ngoại hình thì ưa nhìn, cũng có chí làm ăn. Theo em thấy thì cũng tạm ổn với chị Hạnh. Em nói gì cho em gái tin tưởng chút xíu đi. Thật sự em cũng không biết nói gì giờ nữa. Nói sao để em gái tin tưởng, có thể nói thêm với chị đó. Nếu mà hai người có thể tiến tới hôn nhân á, là anh chắc chắn đảm bảo một điều là bạn nữ bên kia sẽ không khổ và có thể là có một người chồng rất là tốt. Vậy được rồi, quá được. Kiểm tra xem cô gái bên thế này rồi ha. Dạ. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Chào anh. Lâm này nha. Làm lắm. Hôm nay về coi như làm trụ cột á. Anh thiếu thiện lắm. Vấn đề đừng ăn hiếp là được rồi, tội nghiệp em của anh nha. Trời dễ thương lắm. Dạ. Được. Rất rồi, là dễ thương à. Quan trọng là bây giờ ta cho hai bạn hai người gặp nhau đi nha. Dạ. Kéo màn lên. Ráng nha, ráng thuyết phục quay bấm nút nha. Này không biết thuyết phục sao đây. Cái kệ tùy bạn thôi. Nào. Bắt đầu. Wow. Chào bạn. Dạ. Chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Dạ, cảm ơn anh. Ủa sao anh biết em thích gấu bông vậy? Mua gấu để lưu giữ được lâu. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hiện tại thì anh nói là anh làm trợ lý cho công ty gỗ á. Thì cái công việc của anh thì thời gian anh đi công tác có nhiều không anh? Không, hầu như là mình không có đi công tác nhiều. Dạ, không biết là anh có câu hỏi gì cho em không? Anh muốn hỏi em về cái quan điểm mối quan hệ giữa hai người nam và nữ thì em nhận định như thế nào? Thật ra em thì tin vào tình thương nhiều hơn là tình yêu. Tại vì yêu thì nó chỉ lên đến một đỉnh nào đó thì nó sẽ đi xuống dốc. Còn đối với lại thương thì nó sẽ là một cái quá trình mà nó khá là bền bỉ và nó duy trì được lâu hơn. Còn về anh thì anh cảm thấy nó là giống như sự chân thành về chia sẻ về công việc, về xã hội, về gia đình. Khi mà đi đến hôn nhân thì anh nghĩ là nó dựa trên nhiều về cái sự chân thành và hai bên cảm thấy với nhau như thế nào, có tiến tới được hay không? Em thì nghĩ là nó sẽ thêm một cái yếu tố nữa là sự hòa hợp của anh. Tại vì nhiều khi chân thành đó, mình rất là thành thật, nhưng mà nó sẽ phải là một cái sự hòa hợp thì anh sẽ thấy nó đồng điệu. Và như vậy thì nó sẽ đi với nhau là trên đường dài. Em có câu hỏi cuối cho anh thôi. Điều gì anh ghét nhất ở phụ nữ? Xe xua đi đời. Cụ thể là gì vậy anh? Thì có thể là mình hiện tại mình thấy bạn bên kia có cái đồ giá trị hơn mình á, thì mình bắt buộc mình phải mua được cái đó cho bằng được. Hoặc là mình trang điểm quá lè loẹt, nó sẽ thành đấy. Hỏi thật là anh có thấy tim mình xao xuyến hay rung động chút xíu gì không? Rất là nhiều. Đập thình thịch luôn anh. Bạn nữ khá là xinh. Đối với em thì em nghĩ là anh là một người khá là thành thật, cũng như là chân thành, giống như là cái mà trước giờ anh vẫn nói và vẫn thể hiện. Thì nếu mà em không có duyên làm người yêu của anh á, thì em nghĩ là nếu mà làm bạn với anh á thì cũng là một cái em cảm thấy rất là may mắn.
nhiều người đó làm bạn không á. Tới đây á, mình gặp nhau là cũng có thể là có duyên rồi. Thì nếu được á, thì mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, hiểu nhau nhiều hơn, mình có thể tiến tới hôn nhân hoặc lâu dài hơn. Rồi, bây giờ thì quyết định thôi. Tuy rằng có 3 tiếng đếm nhưng rất là thiêng liêng đối với chúng ta. Suy nghĩ nó sẽ kỹ. Là một ngày rất đẹp để hai người tìm hiểu nhau. Có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cô gái không bấm anh ấy dễ thương mà? Em thì em đồng ý với anh là anh này rất là dễ thương. Thật sự là cái cảm xúc mà em ngồi đối diện với anh này ấy, là của một người bạn. Nếu em không cảm thấy là tim em đập bình bịch thì em nghĩ là làm bạn trước đó, thì nó sẽ dễ hơn. Rất là đúng. Dạ. Anh nghĩ rằng chúng ta hãy thật với nhau ngay những giây phút ban đầu. Biết đâu sẽ là những người bạn tốt và điều gì đến nó cũng sẽ đến thì sao? Đó là quyết định của hai bạn, chúng tôi luôn tôn trọng. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relate gửi tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và chúc hai bạn sẽ thật thành công trong cuộc sống. Ủa, bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ, tuổi tỷ chị ơi. Tỷ mình xung rồi chắc em. Trời ơi, xung là không được hả? Dạ. Những người làm mai mối mà khi người ta không đồng ý thì mình cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà luôn tôn trọng quyết định của các bạn ấy. Tình yêu không thể ép được. Đúng tình rồi. Yêu phải đến từ con tim đập. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mang. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Chào anh Vy Linh ạ. Chào bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Bạn nam giới thiệu về mình đi cho bạn nữ bên kia nghe luôn. Dạ, em tên là Cao Chí Tài, hôm nay 28 tuổi, là dân Củ Chi, đang làm Củ Chi và nhà dưới Củ Chi. Bạn làm nghề gì bạn? Dạ, em là nhân viên bảo trì công ty Kiềm Nghĩa. Rồi. Bạn nữ mình giới thiệu về mình đi. Em tên là Phương Thảo, hiện nay em 24 tuổi nhâm thân, 24 tuổi. Hiện em đang sống ở, làm việc ở lại Hồ Chí Minh, quê gốc ở em ở Bình Định. Mình vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ nhỏ rồi chị. Mình 24 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì trải qua một mối tình chính và vài ba mối tình phụ. Thôi, mình nói có chính được rồi. Mình chia tay bạn trai cuối cùng của mình là bao lâu rồi? Nếu mà mối tình đầu tiên của em á, thì chia tay cách đây 2 năm. Còn mối tình quen gần đây thì trước Tết. Lý do tại sao lại chia tay? Tại vì không hợp tuổi, tuổi kỵ tuổi, ba mẹ không chấp nhận. Ồ, ba mẹ ai? Ba mẹ mình hay ba mẹ người đó? Dạ, ba mẹ em. Ủa, vậy tuổi nào mới hợp? Dạ, tuổi Thìn hoặc tuổi Tý. Ủa, bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ, em tuổi Tỵ chị ơi. Tỵ hả? Trời, tỵ thì xung rồi chắc em. Trời ơi. Xung rồi hả? Dạ. Xung là không được hả? Dạ không. Cái này khó nha. Nhưng em ơi, em thử gặp anh bên đây thì em sẽ thấy rằng tí tỵ 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 gì đó rồi cũng không có khắc gì đâu em ơi. Trời ơi, nhiều lúc em quen mấy anh đẹp trai cũng nhà giàu học giỏi nữa nhưng mà không hợp tuổi em cũng đâu có quen đâu anh. Thì ngoan hiền rồi chưa trơn là mai mối phục hứng hết trơn rồi. Tức là tỵ là không được hả? Dạ không. Chắc chắn gì luôn đó hả? Dạ chắc chắn luôn. Thí dụ giờ nè anh nói nghe, hai người yêu nhau dễ sợ luôn, mối tình kéo dài một thời gian rất dài, chuẩn bị đám cưới. Lúc đầu thì anh giả bộ anh nói cái tuổi là hợp với em đi, thôi tụi tí đi. Nhưng khi chuẩn bị đám cưới hết rồi, lòi ra tỵ. Ngày mai cái là đám cưới thôi, nay nói thật với em là anh không phải tụi tí, anh tuổi tỵ rồi sao? Thì anh đó phải thuyết phục với ba mẹ em như thế nào chứ. Nếu mà ba mẹ em chấp nhận thì em cũng chấp nhận. Còn ba mẹ em không chấp nhận thì sao? Thì em cũng nghe lời ba mẹ em. Là quỷ đám cưới luôn. Đại dân Bình Định cứng rắn lắm anh. Căng quá. Hôm nay em có đi với ba mẹ không? Dạ không, em đi với mợ của em. Mợ gặp hả? Mợ chút đi. Dạ à, em. Dạ. Mợ đó hả? Dạ. Mợ trẻ quá. Dạ em chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường và chào mợ, tất cả mọi người. Mợ thấy sao mợ? Dạ em cũng nghe thấy căng quá. Giờ ý mợ sao, mợ nói vài câu với cháu mợ rồi mợ. Thật sự thì tuổi tác thì nó cũng quan trọng. Nhưng mà quan trọng ở cái mình có hợp với người đó hay không, người đó có đem lại hạnh phúc cho mình hay không. Thật sự cậu với mợ cũng là khác đây, cũng khắc khẩu, ông nội không chịu nhưng thật sự về 10 năm rồi vẫn hạnh phúc. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nên là nghe thì rất là bất ngờ. Mợ nói với cháu mợ đi mợ. Cố lên con, nhiều lúc khắc nhưng mà trong cái khắc nó có cái hợp.
nên là mình cũng không thể nào mà cự tuyệt. Vấn đề cái tuổi nhưng mà kêu cái hợp cái mạng. Chứ còn nếu mà nói kỵ tuổi, bao nhiêu con người trên đây ta lấy nhau. Nghe mợ chưa? Trời. Nghe mợ nói chưa? Nghe mợ một phần thì cũng em cũng có khoảng là 20%, nhưng mà còn hỏi coi phải tính tình như thế nào nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, nói vậy, gì nghe nhẹ nhõm. Cửa chân gì đâu mà tính giải tán luôn rồi đó. Mợ, bây giờ mợ nói nếu mà hai người yêu nhau thì mợ sẽ về thuyết phục phụ với bên kia được không? Thì Thảo cảm thấy nếu mà trong cái ngày hôm nay mà mình có duyên với bạn trai bên đây thì mình tìm hiểu mà được thì nếu mà con chịu thì mợ sẵn sàng để hỗ trợ và nói chuyện với ba mẹ đó, ủng hộ. Trời ơi, cảm ơn mợ nha, đỡ con trai bên đây ta chưa kịp nói gì hết trơn à, quăng câu nó không hợp cái người ta im luôn à. Dạ, chào chị. Nãy giờ cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ, nói chung là cũng có hụt hẫng chị. Hụt hẫng á, trời ơi. Em rất là tự tin, không sao hết. À, hụt hẫng nhưng rất tự tin, không sao hết. Dạ, cảm ơn mợ đi kìa. Dạ, cảm ơn mợ nhiều vậy mợ. Không phải có mình bạn hụt hẫng đâu, tôi ngồi tôi cũng hụt hẫng, tôi im luôn á. Anh dạ. Linh phải qua cứu tôi đó chứ tôi ngồi tôi im luôn rồi. Tôi thấy keo này tôi chưa nói gì tôi thua rồi. Em cũng chưa nói gì hết cho chị. Rồi bây giờ em nói đi. Điểm mạnh điểm yếu gì mình phô diễn ra nhiều xíu nha. Ừ đúng rồi, cái gì nói tốt lên coi cho cô gái bên kia biết đi. À, điểm mạnh của em thì em rất là thích hát. Tiếp tục. À, thì em thích nhất là thể thao. Nói chung là em có đi tập gym như chạy bộ. Đúng rồi, giống như siêu mẫu Minh Thành đó. Dạ, thì em nói chung là em rất đi với mấy công tác từ thiện chị, hay giúp đỡ mọi người. Thì em rất thích đi chùa. Điểm yếu là gì? Nói chung là con người em rất là thà, sống rất là tình cảm. Có nhiều khi người ta lợi dụng mình cũng biết. Bây giờ tình hình nó cũng hơi căng. Dạ. Mình hát một bản tặng bạn gái. Dạ. Tình hình nó xoa dịu lại, biết đâu âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Dạ. Nha, xin mời. Dạ, hôm nay vì cũng đến với chương trình thì em cũng không biết hát bài gì, nên em đã học ở nhà một bài hát Bông Hồng Gạo để gửi tặng cho tất cả mọi người. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, đời đời mình không lớn không thêm, như mặt trời thiếu ánh sao đêm. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em nay có dắt mẹ em theo ạ. Ồ, dạ. Có mẹ nữa. Dạ, có mẹ em theo ạ. Chào bác. Chào bác ạ. Dạ, chào chú Vận Linh và cô Bác Tường. Dạ. À, bác thấy cô gái bên kia thế nào bác? Cô thấy bé bên này được lắm mà sợ nó không thương con của bác. Bác thấy tuổi tác sao hồi xưa giờ? Người lớn mình thấy tuổi tác thì không hợp rồi có sao không bác? Đối với cô thì không quan trọng. Tôi thấy hai đứa nó thương nhau gì đó, nó làm ăn được thì cô mừng cho. Dạ, nhưng mà giờ muốn con mình lấy vợ chưa? Thì nó ưng đâu thì cô nên cưới đó chứ giờ sao. Cưới gì có làm dâu không cô? Thì ăn thua hai đứa, nếu muốn làm dâu thì làm, còn không muốn thì cũng không sao. Trời ơi, nghe dễ quá. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi, em tự giới thiệu cho mình một tí. Ưu điểm của em là hoạt bát vui vẻ. Gặp người lớn thì chào thưa ở đàng hoàng. Thì em cũng muốn một người cũng kính trọng người lớn, biết quan tâm gia đình. Còn nhược điểm của em á, thì nói chung nấu ăn được nhưng mà không được ngon. Em thì hay khóc nhẹ, đụng một tí mà ấy một tí là em hay khóc. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người bạn trai là cao trên 1m6, hiền như anh Nguyễn Linh, la vi như anh Nam Cường. Trời ơi, điểm nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích đàn ông gia trưởng. Em thì sống theo kiểu hiện đại, sống thoải mái, không thích bị gò bó. Rồi em thích đàn ông thì ví dụ bạn bè rủ đi nhậu nhẹt, nhưng mà phải biết kiềm chế, uống phải biết chừng mực, biết đường mà về. Bạn trai có nhậu nhiều không bạn? Dạ em không biết nhậu chưa. Vậy quá tốt. Hôm nay hiền lắm quá ha. Tốt ha. Quá tốt. Thấy chưa, người ta được hết trơn rồi, cái tuổi tác có nhầm nhò gì đâu. Trai này hiền lắm á. Thôi mình cho hai người gặp rồi, nhau đi. Hai người gặp mặt đi, bạn suy nghĩ về tuổi tác nha. Tuổi tác không có vấn đề gì đâu bạn ơi. Hợp tuổi coi tuổi rồi lấy nhau cũng chia tay như thường. Mời hai bạn. Em chào anh. Dạ chào em. Hôm nay em có quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cao ráo, nhìn cũng tướng như giám đốc. Tướng gì? À, tướng sang. Vậy anh quan niệm như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Thứ nhất là hãy chung thủy.
thứ hai là tin tưởng. Dạ chính xác, điều đó rồi, em cũng đúng không? Anh cùng tư tưởng, cùng suy nghĩ với em đó. Thông cảm. Mà nói chung là anh nói thật nha. Dạ. Anh thì nói chung anh đi làm suốt. Một tháng là có 30 ngày. Thì anh hết làm hết 30 ngày luôn. Còn em cũng vậy. Em thì làm trong hàng tuần, chủ nhật em nghỉ. Chủ nhật có lúc em dành cho gia đình, có lúc em dành cho bạn bè. Chủ nhật thì em hay đi chơi. Ví dụ như lâu lâu 1-2 tháng, ví dụ rảnh thì mình gặp nhau. Còn không rảnh thì thôi. Chứ em không ép buộc là một tuần phải gặp bao nhiêu ngày đó. Em không còn quan tâm. Nghĩ sau sống với nhau, yêu nhau, tin tưởng nhau là được rồi. Nói chung thì anh sẽ dành thời gian nhiều nhất cho em, nếu có thể. Dạ. Bây giờ cái vụ tuổi đi. Bạn nhau vụ tuổi đi sao? Nếu mà em nói về quan niệm tuổi ha. Dạ. Thì anh sẽ nói cho em biết. Theo đạo Phật của anh á, thì tuổi tác nó không quan trọng em. Người ta nói chỉ cần yêu thương. Yêu thương á, có thể dẫn dắt hy sinh. Hy sinh là thể làm được tất cả hết. Còn em nói về cái tuổi khung tử khắc á, thì bây giờ theo quan niệm hiện đại rồi, nó không bao giờ nghĩ nữa. Thì anh chỉ biết cái đó là không có ý nghĩa gì hết. Nói chung là anh thuyết phục được em rồi đó. Đơn giản vậy thôi hả? Làm hồi đầu vô tôi hú hồn à. Ít nhất là mình phải tỏ ấn tượng cho nó nóng một tí, xong mình mới dịu mới hay nữa. Ví dụ giờ anh thuyết phục không được ba má luôn, thiếu một được em rồi, năm nay hai cưới người yêu rồi đó, nhau rồi, tình cảm hạnh phúc rồi đó. Năm nay cưới chịu luôn, sẵn sàng bên gia đình đàn trai xong hết rồi đó. Giờ ba má em không chịu, tính sao? Không chịu thì anh phải làm sao thuyết phục cho ba mẹ em chịu? Ví dụ ba mẹ không chịu luôn. Ba mẹ không chịu thì em, nếu mà em ba mẹ không chịu mà em làm bướng á, cãi luôn, cãi lời cha mẹ, nhưng mà em không thích, tại vì ba mẹ em nói sao phải nghe vậy, tại vì ba mẹ là người đi trước hiểu vấn đề đó. Ba nói chung là mọi chuyện trong gia đình của em á thì em nghe là ba mẹ em hơn. Thôi bây giờ nói gọn câu là nếu mà ba mẹ em không chịu là chị coi tài, như chia tay. Nói chung là do duyên số chưa tới thôi, chứ không phải là chưa có duyên, chưa có nợ với nhau thôi. Gặp nhau cái này là cái duyên thôi, nhưng mà ba mẹ không chấp nhận nữa thì coi như là mình không có nợ. Không có nợ thì vẫn là bạn bè bên nhau bình thường. Ba mẹ coi như là ông trời. Hôm nào nếu mà cần thiết em có về nhà anh cũng tới nói chuyện với ba mẹ em chút xíu nha. Dạ trời, em còn mong anh chị xuống về thưa ba mẹ em giúp giùm luôn. Rồi trước tiên là để ảnh trước cái đã, nhưng tới ảnh là đã thuyết phục được ba mẹ đi, anh rồi. Đi nha. Dạ dạ. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không bấm chậm thì cố gắng. Cái nước bấm đấy ăn. Nó không ăn hả? Cô bấm nó không ăn. Ví dụ nó không ăn thì sao? Không ăn thì thôi ra ngồi quen gặp nhau. Trời ơi. Ghê gớm, cô này cũng ghê gớm lắm. Nắm tay nhau đi bạn. Dạ. Nào, chúc hai bạn sẽ có thời gian bên nhau, dạ, tìm hiểu nhau. Anh nghĩ rằng hai bác đang xem truyền hình thì hai bác cũng hiểu được đó là ý niệm ngày xưa thôi. Bây giờ thì quan trọng là con cái yêu nhau là được rồi, hay sống ở đời kiếp nhau được rồi ha. Dạ đúng rồi. Ha? Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi hãy nắm tay được cô gái xem phim. Trong chương trình này thì em cũng cảm ơn chị Cát Tường, chị Anh Quyền Linh với tất cả mọi người ở đây ủng hộ cổ vũ cho tụi em. Thì em cũng mong là tất cả các bạn khác thì cũng được như em, cũng có hạnh phúc riêng của mình, cũng biết nắm bắt thật chặt hạnh phúc của mình. Dạ em cảm ơn. Mời hai bạn. Hai bạn. Quen ai đó thì khoảng bao lâu em xác định sẽ tiến tới hôn nhân? Cũng bước qua tuổi 3 rồi á, nên là mẹ em càng nhanh càng tốt ạ. Càng nhanh càng tốt ạ. Vậy là gấp rồi đúng không? Dạ, gấp lắm rồi ạ. Mọi người ơi, và bây giờ thì không để cho bạn trai chúng ta chờ lâu nữa, Cát Tường sẽ mời người bạn gái sẽ hẹn hò với anh chàng này vào đây lập tức quý vị nhé. Rồi em trai, mình cởi mặt nạ được rồi đó cưng. Chào em. Chào chị Cát Tường. Trong bóng tối thấy hơi khó chịu đúng không? Dạ, từ nãy giờ. Rồi bây giờ mình sẽ trò chuyện lớn lên nha. Dạ ok chị. Đối diện với em á là bạn gái của em đang ngồi đây rồi. Bây giờ dạ, chúng ta chỉ cách nhau một trái tim thôi nha. Hãy trò chuyện thật là lớn để hai bên có thể nghe được nhau. Rồi mời em trai nói trước. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên đối diện. Em tên là Nguyễn Văn Công, năm nay em 35 tuổi. Em thì quê gốc ở Thanh Hóa, hiện tại em đang sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương, em đang làm công việc gì không? Em kinh doanh tại nhà, em kinh doanh vật liệu xây dựng.
Kinh doanh gì? Vật liệu xây dựng chị Cát Tường. Vật liệu xây dựng. Yeah. Rồi. Rồi mời em. Cát Tường Anderson. Ohayo gozaimasu. Ai tên Hito. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Hayen tomoshimasu. Hàn Quốc から来ました. Năm nay là 34 tuổi. Yoroshiku onegaishimasu. Chuyện đi, bạn nữ ta chào mình kìa. À, chào em. Ohayou gozaimasu. Không nghe hả? Không nghe hay là không hiểu? Không nghe. Không nghe em ơi, nói lớn. Ohayou gozaimasu. À, không nghe. Chào anh. À, chị có nghe em nói không vậy? Nghe chứ. À, em nghe chị nói. Em nói lớn lên được không em? Chào anh. Ừ, chào em, anh nghe rồi đấy. Ủa giờ mới nghe luôn hả? À. Chứ nãy giờ người ta nói không nghe hả? Hồi nãy em nói gì vậy? Em làm lại cho anh nghe. Nói lớn lớn cho anh nghe. Em tên là Yến, đến từ Thái Nguyên. Năm nay em 34 tuổi. Chào rồi, anh. Chào Yến. Nghe chưa? Giờ nghe rồi. Bây giờ mới nghe. Lỗ tai ông này chắc có vấn đề quá à. Người ta nói từ sớm giờ, giờ này mới nghe. Thiệt không nghe không hay là nghe mà không hiểu? Ủa mà sao em chào ngộ vậy em? Em chào ấn tượng quá vậy? Dạ em là việc liên quan đến tiếng Nhật nên là em muốn chào bằng tiếng Nhật ạ. Người ta là ta chào mình bằng tiếng Nhật, mình vẫn nghe, tại mình không hiểu thôi chứ. Thế sao mình vẫn... Đúng không? Hồi nãy em nghe không? Em nói thiệt đi. Ừ, nghe nhưng em không hiểu. Thế đó, em nghe em không hiểu chứ sao em không nghe. Em tưởng là chị bảo sao người tiếng Việt rồi em không hiểu gì. Nghe em nghe xì đài lồ. Là xì lồ. Rồi, ủa em ăn cái công việc của em là như thế nào? Dạ, em làm biên phiên dịch cho công ty IT của Nhật ạ. Ồ, em làm ở đó lâu chưa? Ừ, dạ, cũng lâu rồi ạ. Quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Thái Nguyên ạ. Quê Thái Nguyên, mà bây giờ hiện tại chỗ việc làm là mình làm ở đâu? Em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình, còn nãy em là hiện em tại ở Bình Dương là... vậy? Bình Dương. Dạ. Rồi, em biết Bình Dương không? Dạ biết, ngày xưa em có làm ở dưới Bình Dương ạ. Những điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Em thì rất nghiêm túc trong công việc. Điểm yếu thì hơi nóng vội, lúc nào cũng muốn là công việc phải nhanh chóng thành xong. Đó là ưu điểm mình hay là khuyết điểm? Chắc là vừa ưu điểm vừa khuyết điểm ạ. Vừa ưu điểm vừa khuyết điểm. Dạ. Luôn. Vậy còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là người dễ tính, cởi mở, rất là hài hòa, hay nói chuyện. Bạn bè đều nhận xét mình là một người dễ sống. Dạ. Còn nhược điểm của anh là cũng đôi khi là hơi tin bạn bè. Hơi tin người, dễ yếu lòng. Hiện đó tại là cái nhược điểm của em. Về tình trường thì như thế nào? Em thì đã trải qua một mối tình cách đây 6-7 năm rồi chị Cát Tường. Em quen bạn gái cùng quê. Nhưng mà quen được 3 năm, nhưng mà sau vài lần chia tay thì sẽ... Cái gì sau vài lần chia tay? Có nghĩa là cứ chia tay rồi lại quay lại, nhưng mà tổng cộng quen 3 năm? Khoảng 3 năm á. Mà chia tay mấy lần? Chia tay em không nhớ là 4-5 lần gì đó. Xong là cứ chia tay rồi quay lại, chia tay quay lại. Nhưng mà em thấy cuối cùng không hợp nữa là cuối cùng là chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi, quen 3 năm mà chia tay mấy lần? Ngộ vậy mà quen có một người một xưa giờ một người đó thôi đó hả? Đúng rồi, còn mấy người lần sau là cứ đang hẹn hò cà phê rồi đang quen thì người ta lại đi lấy chồng. Em biết lý do tại sao mà em quen ai người ta cũng đi lấy chồng không? Em không biết nữa, có lẽ là cái duyên hoặc là lúc đó công việc hay của em nó cũng chưa tới đâu nữa, sự nghiệp. Mình em phải nghĩ tìm hiểu nguyên nhân thôi. Chứ mình cứ nói mình không biết rồi mai mốt rồi giờ mình quen mối tình này nữa rồi mình lại không biết nữa. Có nghĩa có thể do mình chưa ổn định công việc rồi dạ, mình không có tập trung vô chuyên môn với chuyện tình yêu, mình không chăm sóc người ta đi. Rồi, đó là câu chuyện tình yêu của bạn nam, nghe có vẻ trắc trở quá ha. Dạ. Thế còn em, mấy mối tình? Em cũng trắc trở lắm. Trắc trở tương tự lắm. Tương tự. Dạ. Sao? Em thì từ giờ là quen 2 mối tình. Mối tình cuối cùng là cách đây 5 năm. Thì cũng hai đứa cũng quen nhau 2-3 năm nhưng mà cũng không hợp rồi chia tay ạ. Lý do tại sao không hợp? Ai cũng nói không hợp hết chứ, không hợp là không hợp làm sao? Đúng rồi, ai cũng nói như vậy. Còn em mấy năm rồi mới biết không hợp hay là mới vô là đã thấy không hợp rồi mà cứ cố gắng? Dạ, lúc mới đầu thì hai đứa tại vì bạn của em thì cũng theo đạo. Nên là nghĩ theo đạo thì cũng không thích quen người bên lương. Nhưng mà hai đứa cũng vẫn cứ quen, nhưng mà cuối cùng sau 3 năm thì thấy là không thể kết hợp được. Nên là chia tay ạ. Thôi rồi, chung quy ai cũng nói cái câu là không có duyên. Dạ. Thế nhưng mà nhiều khi bữa nay hai bạn có duyên nha. Với cặp mắt của Tường và Tường dòm nãy giờ thấy hai bạn có vẻ là hơi rồi. Có duyên rồi đó chị. Có duyên rồi đó. Có duyên. Thấy nha, trùng hợp tình yêu cũng lận đận ha. Mà dạ, hai mặt này có nét là phu thê lắm nè. Mà thường tôi đoán là hay trúng lắm á. Thiệt. Tin tôi đi. Rồi bây giờ nè, cái mẫu người lý tưởng của em muốn người như thế nào? Em thì cao 1m55 nhưng mà em vẫn muốn bạn trai phải cao hơn em chút. 1m7. Em cao nhiêu?
À, em cao 1m65. 65 được không? Thôi bớt bớt chút đi, 34 tuổi rồi nha. Dạ thôi bớt chút. Bớt nha. Dạ bớt chút cũng được. Ừ, tiêu chuẩn gì nữa? Mặt thì sáng sủa một chút, gọn gàng, sạch sẽ. Tâm lý, tôn trọng phụ nữ. Nếu mà có kết hôn á, thì hỗ trợ công việc gia đình, tại vì hai người đều đi làm á. Nên là cũng muốn là bạn An hỗ trợ công việc của gia đình luôn. À, coi như là cũng có phụ làm việc nhà, cơm nước, dọn dẹp, hỗ trợ, phải không? Em biết làm mấy chuyện đó không em? À, chuyện đó là bình thường đối với em vậy. À, em có thể phụ là vào bếp nấu cơm hoặc là lau nhà rửa chén cùng với vợ, nếu mà hai vợ chồng cùng làm cùng vào bếp thì đó là điều rất là tuyệt vời. Được, còn gì nữa không? Dạ như đó thôi ạ. Còn sau là tìm hiểu sau ạ. Có cái điều gì em không thích ở bạn nam? À, em không thích là bạn nam hút thuốc, tại vì em bị dị ứng với thuốc, ngửi thấy mùi thuốc là hơi khó chịu, đau đầu luôn. Thế còn em có biết hút thuốc không? À, em không hút thuốc. Tôi nói rồi, tôi nói hai người đẹp hợp mà. Nếu tôi hiện tại là cũng có rất là nhiều bạn đang comment là hai bạn bạn trai này là chân thành, rất là hợp với em đó. Yeah. Không biết ta tư vấn vậy đúng hay không nha. Rồi. Chắc được. Chắc được. Hai bạn trai. Em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Một mẫu người bạn gái của em thì là một mẫu người có gia đình, vui vẻ hòa đồng, không có ngang tính lắm. Thì em nghĩ là phù hợp với em nhất. Ví dụ như giờ bạn gái ăn mặc hơi sexy chút xíu, tóc là nhuộm nè, hơi màu sắc chút xíu, em thấy sao? À, trong một cái phạm vi giới hạn nào đó thì vẫn bình thường đấy chị Cát Tường. Như cái giới hạn của em là giới hạn như thế nào? À, có nghĩa là tóc tai chẳng hạn là đừng có rực rỡ quá là được, còn có em những màu người xanh họ anh nhuộm tóc rất là đẹp nhưng mà đừng có sặc sỡ quá là được. Rồi, à, đâu hôm nay em có hình ảnh gì em cho chị coi coi. À, bình thường thì em có cái sở thích gì không? Em thích xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Dạ. Đọc truyện gì? Ví dụ? Phim truyện Conan. À, em có coi hoạt hình, đọc truyện tranh gì không? À, truyện tranh thì em ít đọc. Em dòm trong này coi có anh có cô nào giống Conan rồi gì chẳng không? Wow. Đây, em hãy tìm đi. Trong ba cô ấy sẽ có một cô là bạn gái của em ngày hôm nay đó. Dạ không. Để thử cái giác quan của mình nha. Không có cola nhưng mà chắc có cô Mori ạ. Cô Mori là ai? Mori là thám tử ngủ gật đấy ạ. Thám tử mà ngủ gật hả? Dạ. Là sao làm thám tử? Ông cũng làm thám đâu? Tử rất là giỏi. Thám tử đâu? Thám tử đâu? Thám tử ngủ gật đâu? Đoán đi. Dạ anh này. Anh này? Dạ. Ủa tại sao em đoán anh này? Nãy giờ chị đâu có nói gì mà em đoán anh này hay vậy? Tại vì em ấn tượng khác với phong cách khác với lại những người còn lại. Anh này là thám tử ngủ gật đấy hả? Yeah. Em tỉnh táo lắm mà anh cũng ngủ gật gì đâu. Là sao rồi cưng? Có ba người ở đây, năm chàng trai mà cô ấy đã chọn ra em trong ba giây thôi đó. Em nghĩ là sao em chọn cô này? Lý do? Em cảm nhận điều đó. Cảm nhận? Yeah. Cầm đi, cầm đi để một coi cảm nhận mình đúng hay không. Em có thể cho chị xem một cái tấm hình của em trong Facebook không? Anh ơi đừng sốc nha anh. Em dòm coi, em tìm coi, em là thám tử ngủ gật đúng không? Em coi thử coi. À, đây là bạn gái của em đó. Sao? Đẹp gái không? À... Em có coi trên mạng, em có thấy mấy chơi trò chơi, người ta chơi là vậy thì thành công không? Đăng cái hình 10 năm trước chứ 20 năm trước á. Đây là 10 năm trước đúng không? Này bao nhiêu năm trước em? 11 năm trước. 11 năm trước đó. 11 năm trước thì bây giờ cũng khác rất là nhiều. Em nghĩ là em đoán đúng. Vậy thì thành công không? À, thành công. Vậy thì thành công hả? Dạ. Rồi, chúc mừng các bạn. Một bên là thám tử ngủ gật, một bên là vậy thì thành công. Bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp gặp nhau để xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình có đúng hay không nha. Chào em. Xuất sắc. Rồi, giờ sao? Thành công không? Dạ. Em chọn đúng không? Dạ không. Hả? Dạ không. À, giờ biết anh là ai không? Dạ bên này ạ. Hả? Cái gì vậy cô? Em không phải thám tử nhưng em thích thám tử. Trời ơi, đây nhìn hình rồi mà còn chọn chưa đúng nữa. Sao vậy? Anh chọn em sai rồi. Nhưng mà bên này giác quan rất đúng. Ủa mà tại sao em nhìn tấm hình mà em cổ chưa có gợi ý gì hết mà em đoán ra được cổ hay vậy? Em nghĩ là thứ nhất là em nghe cái giọng thì không thể đoán được, nhưng mà nghe cái độ tuổi chẳng hạn. À,
Hai bạn đã đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa, cho nên chúng ta sẽ có một buổi ăn chung với nhau để trò chuyện, để cảm thấy là thân mật hơn nữa. Hôm nay thì chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn, đó là món mì bì ý Bagesti ha, mà hai bạn cùng thưởng thức. Nhưng mà nhớ nha, tranh thủ vừa ăn cho no bụng nhưng phải trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Yeah. Tự nhiên nha, chủ động lên nha, thật thà dễ thương. Cảm ơn chị, mời em ăn trưa. Em đi xuống anh em mình nói chuyện. Hôm nay em nói tiếng Nhật anh không hiểu. Thì đúng rồi, nói mà người nào không có học thì cũng không có nghe, cũng không hiểu. Đúng rồi. Là em vào đây được lâu chưa? Dạ, em vào đây học đại học được cũng 14-15 năm rồi ạ. 14-15 năm. À vậy là cũng... cũng bằng anh ạ. Giống anh á. Dạ, cũng bằng anh. Thôi mời em. Dạ, mời anh. Anh có thích món tây không ạ? Hay là mình thích món... ăn cây á? Anh thì ăn cây vừa phải thôi. Hả? Một chút. Ăn cây ạ? Không, em hỏi anh có thích món tây không ạ? Ý em hỏi cái món ăn này đúng không? Dạ. Hay là thích món truyền thống của mình hơn ạ? Anh là cũng người dễ ăn, dễ nuôi. Nên là món các món ăn thì cũng món nào anh cũng ăn được. Dạ. Tất nhiên là món Bắc thì phù hợp với anh hơn, anh người Bắc mà. Nếu em mà xác định quen ai đó thì khoảng bao lâu em xác định sẽ tiến tới hôn nhân? Bây giờ cũng bước qua tuổi 3 rồi á, nên là mẹ em càng nhanh càng tốt ạ. Càng nhanh càng tốt ạ. Anh vậy là gấp rồi đúng không? Dạ, gấp lắm rồi ạ. Thực ra là nếu mà hiểu nhau thì có thể là đốt cháy giai đoạn được. Đốt cháy giai đoạn. Đốt cháy giai đoạn là đốt bao nhiêu đoạn? Anh nghĩ là phụ thuộc vào anh với em thôi. Để đốt cháy theo cái cảm nhận của hai người. Tôi ở ngoài mà tôi nghe cái gì đốt cháy giai đoạn vậy đâu có được, đâu có đốt được. Không, em nghĩ ngày xưa muốn đám cưới phải có từng bước, phải có dặm ngõ, phải đám hỏi với con ta, phải có giá chứ đúng không em? Cái đó thì vẫn đủ, nhưng mà đốt giai đoạn là bỏ cái giai đoạn. Bớt binh đi, chưa gì đã binh rồi. Trời ơi, thiệt ra ghê thiệt. Không biết hôm nay bà Mai ngồi đây có còn có cái công dụng gì không, chứ thấy hai cái này cặp này cái hai người này giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e đó. Bây giờ tôi bóc mẻ bóc phốt nè. Hồi nãy tôi ra ngoài ở đây mọi người ăn đúng không, tôi ra tôi kiểm tra Facebook của bạn, tôi thấy bạn hình như là còn đăng hình bạn cái cũ trên Facebook đúng không, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra đúng không? Có đúng đấy chị Cát Tường. Tại sao? Không, cái này là đăng lâu rồi, có nghĩa là từ ngày đăng quen nhau cơ. Bây giờ vẫn còn nhung nhớ đúng không? Không, bây giờ thì không còn liên lạc với nhau nữa rồi. Không còn liên lạc nhau nữa rồi. Bây giờ ví dụ như mình có bạn gái mới rồi. Rồi giờ bạn gái của em có thích bạn trai để hình bạn gái cũ cho dạ, không? Đó, em nói thẳng với cậu ảnh đi, nói thẳng dạ, đi. Không, không thích lắm. Không sao, thì cái này là do anh để lâu rồi, cho nên là bây giờ nó đang còn nằm ở trên đây. Chứ không phải là bây giờ để mà nhung nhớ hay cái điều gì đó đâu. Tại nguy hiểm lắm, tình cũ không rủ cũng đến nên là... Không, cái này thì đã 6 năm rồi không liên lạc với nhau nữa rồi. Nhưng mà vậy, ví dụ giờ bạn gái, mai mốt giờ thí dụ nè, hồi bấm nút hẹn hò hai bạn yêu nhau nè, bây giờ bạn gái mới của em yêu cầu em là bỏ những tất cả những cái gì liên quan bạn gái cũ xuống khỏi Facebook, em có đồng ý không? Sẵn sàng thôi chị, bình thường mà, không có gì hết. Giúp em đó nha, nhớ không, nha. Không xóa, em tự xóa. Được rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ nữa. Thật ra chị chỉ ghẹo em thôi, chứ còn cái chuyện mà cái chuyện đó là chuyện cá nhân. Giống như mình vậy thôi, cái chuyện đó là chuyện cũ rồi, mình không có để ý tới. Chừng nào mà ngày nào mà anh cũng vô anh coi thì lúc đó mới là vấn đề. Đúng không? Còn mình đâu cần tin nhỏ mọn mà phải lục 6-7 năm trước mình phanh phui đang chi. Đúng rồi. Bây giờ Tường sẽ cho có một cái trò chơi dành cho các bạn ha. Trên tay của Duy Tường là hai sắp bài, trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Bây giờ bạn trai bạn gái hãy bóc những cái lá thăm của mình và yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này, được không? Dạ. Mời em trước, đọc lớn lên và yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong này. Yêu cầu của em cho bạn nam là điều gì làm bạn từng làm cho một cô gái tổn thương nhất, điều gì anh làm cho cô gái tổn thương nhất? Có lẽ là em nghĩ là chắc là liên quan đến cái vấn đề mà nó hơi thấy nhị, đó là vấn đề quả cáp. Đôi khi là những cái vấn đề nó liên quan đến quà cáp vật chất thì có lẽ là em nghĩ là làm cho người ta tổn thương. Em nghĩ là như vậy. Vậy là lưu ý ha, lâu lâu cũng phải có tặng quà rồi cho chắc không tặng quà đó. Không có lãng mạn gì hết. Rồi mời em. Em thích lãng mạn lắm mấy ơi. Quà không cần là vật chất, nhưng mà cái quà nó phải có giá trị. Giá trị về có thể là tinh thần cũng được, chứng tỏ là mình có quan tâm đến người yêu của mình.
Nếu yêu nhau, bạn nữ có chấp nhận việc sống thử? Thì em cũng hơi truyền thống một chút, nên là nếu mà chưa có kết hôn thì em cũng không có thích sống thử. Hiểu hiểu từ sống thử chưa? Hiểu. Hiểu chưa? Sống thử là sống chưa kết hôn rồi. Trời ơi, hả? Nó ăn cơm trước kẹn rồi. Em có ăn cơm trước kẹn chưa? Em á? Chưa chị. Hả? Chưa. Còn nguyên hả? Hả? Còn trong trắng trên nguyên hả? Không, ý là ăn cơm trước kẹn với người yêu rồi là chưa. Thì là em ăn với người khác hả? Bánh trả tiền rồi hả? Hả? Thì bạn gái hỏi kìa, trả lời đi cho rõ câu chuyện rồi này. Bây giờ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà tất nhiên là không thể nào mà nguyên được đúng không chị? Thôi, một chàng trai rất chân thành. Em bữa nay hên á, được chưa? Đoạn đó chị. Rồi, bây giờ vui rồi chơi rồi, bây giờ lắng động lại một chút xíu. Chị Tường muốn hai bạn nhìn thẳng vào nhau đi. À, mình hãy nói cho đối phương biết mình cảm nhận như thế nào về đối phương. Nói thật lòng nha, hồi nãy giờ bạn là một chàng trai rất chân thật, mịch mà em. Anh thấy thì em cũng là người em rất là dễ thương, cũng rất là chân thật. Nói chung em thì cũng thích phù hợp với người Bắc hơn. Đây là một cơ hội để cho anh em mình có duyên hẹn hò với nhau, là cơ hội để anh em mình tìm hiểu. Cái chuyện xa hơn tiến tới hôn nhân hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái quá trình mà anh em sau cái buổi hôm nay nữa. Thì em cũng nghĩ là anh khá là chân thành. Mà thực sự thì em nhìn cũng thấy quen quen. Quen đâu nào? Quen từ kiếp nào? Tôi nói rồi, nói mặt hai bạn là phu thê mà. Không biết quen từ kiếp nào, nhưng mình có mặt ở đây thì có duyên rồi. Còn có lợi hay không thì là ở chuyện sau này. Có lẽ vậy, đúng rồi. Mọi thứ nó phụ thuộc vào cái khoảng sâu bữa ngày hôm nay rất là nhiều nữa. Thật sự là hôm nay á, mà ngồi đây làm mai mối cho hai bạn thì Tường cũng rất là vui. Tường nghĩ rằng tất cả quý vị đang theo dõi cũng thấy hai bạn này giống như là đâu được gặp nhau và yêu nhau từ kiếp nào rồi đó quý vị. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Chị Tường xin nhắc cho hai bạn biết như thế này. Đúng là ở đây chúng ta chỉ có ít phút trò chuyện thôi, nhưng nó rất là quan trọng, bởi vì tình yêu nó là cảm xúc. Cảm xúc từ ở cái nhìn đầu tiên. Cho nên á, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò tìm hiểu ha, để tiến tới hôn nhân, nếu cho chúng cảm thấy không phù hợp chúng ta không bấm. Cái quyết định là do ở hai bạn. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào. Còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Rồi, bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Cô ấy bây giờ thuộc về em rồi đó. Hát tỏ tình cái đi. Hát đi là cưới luôn đó. Hát hả? Em không thuộc nhiều về hát. Hát một đoạn. Rồi, một đoạn thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dịu dần bến sông. Hết ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng về bên đây đi em. Xin mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Chị Tường rất vui và ngày hôm nay đã mai mối được cho hai bạn ha. Và với cái cảm giác của chị ngay từ đầu, chị đã nói rồi, cặp đôi này là có tướng phu thê đó. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau, kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ đi nè. Đó. Rồi, hôm nay là chị thấy hình như là em có đi chung với gia đình phải không? Dạ, đi chung với lại cô bạn với lại em đồng nghiệp ạ. Vậy hả? Dạ chào cô, chào đồng nghiệp. Dạ, cô với bạn có thể ra đây được không? Ra đây đứng chung luôn cho vui nè. Cô thấy hôm nay hai bạn này xứng đôi không cô? Nãy giờ Tường nói hai bạn này có tướng phu thê, mà mọi người khán giả ở dưới cũng comment nói là hai bạn này có tướng phu thê. Cô thấy sao cô? Thấy cũng được. Được ha. Đó, bao nhiêu người hôm nay, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ cho hai bạn. Cố gắng sớm báo tin tức, có tin vui là báo liền cho chương trình nha. Rồi, chị Tường thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một cái voucher tặng 2 set cơm bò cay Hàn Quốc và đồ uống cho cặp đôi hẹn ăn trưa tại nhà hàng ăn Mr. Stick nha quý vị nha. Dạ, rồi, em có quà tặng anh. Là em muốn chọn con đơn nhưng mà vì anh nên anh sẽ không cô đơn nữa. Rồi, cảm ơn em. Thì anh cũng có hôm nay là tự nhiên hai người phù hợp để tặng sách cho nhau. Anh, cái cuốn sách này anh cũng đã từng đọc và anh rất là thích. Thì anh nghĩ là cuốn sách này, em đọc cuốn sách này thì sẽ hiểu được cái bản tính con người anh. Rồi, chúc mừng nha. Kính thưa quý vị, vậy là bên đây là các Tường đã mai mối thành công được cho đôi này rồi. Và với cái cảm giác của mình thì Tường hy vọng rằng hai bạn này sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì các Tường xin nói là chào tạm biệt. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.
nhét việc nhà, gia trưởng và lừa chân con. Em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn, vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Nếu mà một người lương 5 triệu thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí kiếm đủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn thì em sẽ chọn. Tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Để có thể phát triển được bản thân á, tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Chúng ta đang đến với chương trình Ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và chương trình Ghép đôi thần tốc ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được kết nối với 4 người tham gia chương trình. Và bây giờ các tường xin lần lượt xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai đầu tiên hay ngồi ở ô cửa màu xanh. Rồi chào em trai ở cái ô cửa màu xanh. Em đã thấy chị Tường chưa? Dạ em chào chị ạ, em thấy chị rồi chị. Và bây giờ thì xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh. Em chào chị ạ. Rồi chào em luôn, dễ thương quá, thấy nhau luôn rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Dạ em chào chị ạ. Một chàng trai nữa là chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Em chào chị Tường. Rồi chào em. Chị Tường chia sẻ luôn cho các em biết nha, mình quay online cũng như lúc mình đang quay hình trực tiếp ở sân khấu thôi. Thì chương trình tạm thời sẽ ghép đôi cho các bạn ở những cái ô cửa có cái màu sắc giống nhau. Đó là do là những cái điều mà các bạn đăng ký tham gia chương trình mình mong muốn như thế nào. Mỗi bạn tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đều có được hai cơ hội là mình có thể kết nối được với cả hai người. Và mình có quyền lựa chọn một trong hai người đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 4 video clip lần lượt giới thiệu 4 nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Vẫn thường nói, nếu có duyên, những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập. Hoặc nếu ông trời đã định là của nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi. Em cũng vậy, em tin rằng một nửa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Có chăng là do thành phố này đông đúc, tắc đường quá nên tình yêu đến chậm chút thôi. Chào anh, em là Như Quỳnh, cô gái 25 tuổi, đến từ Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em không phải là một cô gái mềm mại, dịu dàng như nước. Em không hay nói những lời tình cảm, lãng mạn. Em đơn giản, hay cười, độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Em thích du lịch, khám phá những vùng đất xa xôi, thích thử thách bản thân với những điều mới lạ. Nếu anh đủ can đảm để yêu một người con gái thích làm một cơn gió tự do như em, thì hy vọng rằng trong những chuyến đi sắp tới của em sẽ có anh. Xin chào mọi người, mình tên là Lan Chi, hiện tại mình đang sinh sống tại Bến Tre, mình sinh năm 95. Công việc trước dịch của mình đó là huấn luyện viên gym, nhưng hiện tại thì tình hình dịch Covid nên mình tạm nghỉ, quyết định là mình trồng trọt và chăn nuôi tại nhà. Mình mời bạn tham quan khu vườn nhà mình và đàn gà của mình nha. Sở thích của mình đó là đi du lịch, nấu ăn, và mình rất là yêu động vật, chính là những con người dễ thương như mẹ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hà Xuân Cường, năm nay mình 31 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lâm Đồng đầy nắng và gió. Gia đình mình ở đây thì hiện có chăn nuôi bò sữa. Quanh nhà mình thì toàn trồng cỏ voi với lại có trồng bắp để nuôi bò không à. Hiện tại thì công việc của mình đang làm là thủ kho của Tôn Hoa Sen. Thường thường thì sau một ngày làm việc vất vả thì mình hay có thói quen là tập gym tại nhà với các bài tập đơn giản, ví dụ như là hít đất hoặc là tập tạ tay. Buổi tối mình thường hay nghe nhạc hoặc là xem phim, đặc biệt là mình rất là thích đọc sách. Cuộc sống ở đây thì khá là yên bình, đặc biệt là khí hậu rất là dễ chịu. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh, mình là một người khá năng động, vui nhộn, rất thích hòa mình vào những cuộc vui hoặc là những bữa ăn uống nhẹ nhàng với người thân, bạn bè. Khi đó là nơi mình có thể chia sẻ tâm tư với họ. Đó cũng là những cái ưu điểm của bản thân. Công việc chính của mình là làm về leader, về marketing, sự kiện, cho chuỗi, về nhà hàng và nightclub.
Ngoài ra, hiện tại mình còn làm thêm về mạng tài chính công nghệ. Chính vì những áp lực vì sự thành công sớm nên mỗi ngày mình luôn trao dồi thêm kiến thức cả về lý thuyết và thực tiễn trong mọi vấn đề và tình huống. Tuy nhiên, đó cũng là khuyết điểm lớn của mình khi có thể bỏ qua những sự quan tâm của những người xung quanh và nhất là rất hay quên khi việc chăm sóc bản thân. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Rồi 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng được xem qua hình ảnh của bốn nhân vật tham gia chương trình. Bây giờ tưởng đố các bạn nè, ai ngồi ở vị trí nào? Bạn nữ mặc áo vàng á, đố em đó. Em đoán là anh ở Lâm Đồng thì sẽ ở ô màu đỏ. Còn anh mà làm marketing thì sẽ ở ô màu xanh. Thế còn bạn gái mặc áo màu đỏ thì em đoán như thế nào? Dạ chị, em đoán ngược lại, và chị trai Lâm Đồng thì ở màu xanh, còn chị trai marketing thì ở màu đỏ. Chà, căng à nha, căng à nha. Các chàng trai của tôi giờ đoán làm sao đây? Bạn trai ở ô màu xanh, bạn đoán làm sao? Khi bạn ở ô màu đỏ là bạn làm ở phòng gym, còn bạn ở ô màu xanh là làm ở ngoài Bắc Giang. Rồi, còn bạn cuối cùng, bạn còn lại? Em đoán là bạn ô màu đỏ là Bến Tre, còn bạn ô màu xanh là ở ngoài Bắc Giang. Để xem coi, các bạn cứ từ từ khám phá nha, để coi mình đoán đúng hay không sai, vậy cho nó mới tò mò, nó mới hấp dẫn. Bây giờ chị xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh, xin mời em hãy giới thiệu về mình một xíu, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em. Rồi không biết là trong cái mùa dịch này thì cái cuộc sống như là sinh hoạt của em như thế nào. Em chào chị Tường và em chào tất cả mọi người. Thì đầu tiên em xin tự giới thiệu, em là Như Quỳnh. Trong cái thời điểm dịch này thì có lẽ em cảm thấy mình may mắn, vì thật ra em vẫn được làm việc ở nhà, sau đó thì có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Vậy là giờ mình đoán, từ từ mình đoán nha, đoán biết là nãy mình đoán sai hay đoán trúng là giờ mình phát hiện rồi đó. Rồi mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh, mình 24 tuổi, mình đến từ Sài Gòn, quê quán ở Vũng Tàu. Nhưng mà mùa dịch này thì công việc của em nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ tất nhiên là có, tại vì cái đặc thù về cái nhà hàng và về ba club đó thì nó cũng đóng cửa hết mà. Em đang làm thêm về mảng tài chính công nghệ mùa dịch này, cũng giúp mình kiếm được thu nhập ở mùa này. Cố gắng đợi hết Covid để cả nước có thể hoạt động lại và em có thể làm được công việc truyền thống của em thôi. Quốc Khánh, em nói 24 tuổi là em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 98 á chị. Năm 98 hả? Rồi Như Quỳnh là sinh năm bao nhiêu cơ? Em sinh 96 chị ạ. Trời ơi, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1 nha. Thế Khánh, mình có ngại quen với bạn gái mà lớn tuổi hơn mình không? Nói chung là em cũng không ngại chị, chỉ cần có lý do thôi. Thế còn Quỳnh, mình có ngại yêu xa không Quỳnh? Chắc là cũng có chút chút chị ạ. Có chút chút ha. Đôi lúc mình cần cái gì nhỏ nhẽo, không có bạn trai bên cạnh để dỗ dành, để gọi là ga lăng, rồi lo lắng cho mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạm có một vài những thông tin về cái cặp đôi ngồi ở ô cửa màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cặp đôi ở ô cửa màu đỏ. Rồi, xin mời em gái giới thiệu nha. Dạ, em xin chào chị, MC Cát Tường và chào tất cả mọi người. Em tên là Lan Chi, em sinh năm 95. Hiện tại thì em đang ở nhà trồng trọt và nuôi. Hồi nãy là cái chỗ nuôi vịt đó hả, là nhà mình luôn á hả cơm? Dạ đúng rồi, em nuôi khoảng 200 đến 300 con. Wow. Gà, đó là gà non. Rồi hết vịt đó là bỏ gà lên chơi lên thành phố lại đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì ngoài bây giờ ở dưới quê, ngoài việc mà nuôi gà rồi tập gym rồi lúc rảnh rỗi nữa thì trong nhà em làm gì? Nấu ăn, rồi mình làm mấy đồ handmade chị, giống như là cái vàng chậu hoa treo tường nè. Mình làm từ gấp dừa với lại mấy cái cây cổ á, mình làm lại thành một cái dạng hoa treo tường. Bình thường mà lúc không có dịch đó, em ở trên thành phố là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 7. Biết hỏi chi không, tính xin chừng nào hết dịch dưới quê lên nhớ đem lên mấy cây đó tặng tôi mê cây cỏ dữ lắm. Okay, bây giờ thì... Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lời giới thiệu của bạn trai ở ô cửa màu đỏ, đó là bạn cuối cùng rồi ha. Em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Hà Xuân Cường. Trước kia thì em có làm việc và ở dưới Sài Gòn khoảng tầm 7 năm, tới năm 2018 thì cảm thấy nó không ổn cho nên là em về Lâm Đồng để xây dựng lại sự nghiệp.
Rồi cái bò sữa hồi nãy là ai nuôi? À, hiện tại thì bò sữa là ba mẹ em đang ở nhà nuôi ạ. Nhà em hiện tại thì đang được khoảng 17 con ạ. Hiện tại thì công việc của em là như thế nào? À, hiện tại thì em đang làm quản lý kho hàng cho bên tập đoàn Tô Hoa Sen ạ. À, dịch này vẫn làm hả em? Làm online hay là vẫn đi làm bình thường? Dạ, dịch này thì bọn em tập trung ra ngoài chi nhánh ăn, ngủ, ở và làm việc ở ngoài luôn, trực tiếp tại chi nhánh là không được về nhà. À, chúng ta sẽ giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình nè, cũng như là cái mẫu người lý tưởng của mình nè. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ hỏi bạn Quốc Khánh trước. Quốc Khánh ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi hả Khánh? Em thật ra là cũng trải qua cũng khá, cũng cỡ 3-4 người chị. Mối tình ấn tượng nhất đó, thì chắc chắn là tình đầu của em rồi. Nó ấn tượng không phải là vì quen đầu tiên, mà nó ấn tượng là vì là kiểu như là quen nhau, xong rồi chia tay, xong rồi em với bạn đó quen cũng vài người, xong bắt đầu lại quen nhau lại. Đúng như kiểu là gọi là luật hấp dẫn đó. Cũng quen đi quen lại tầm 2 lần thôi. Thì bây giờ thì gần như là em với bạn đó gọi là chỉ làm bạn thôi. Thì ok, chị hiểu rồi. Quỳnh ơi, thế Quỳnh thì mình cũng đang ngồi ở ô cửa màu xanh ha, chị sẽ hỏi thông tin của hai bạn luôn. Thì Quỳnh này mình trải qua mấy mối tình rồi Quỳnh? Hơn ngày một chút nhưng mà em chưa trải qua mối tình nào. Có lý do gì, nguyên nhân tại sao mà mình chưa có mối tình nào không? Chia sẻ với chị Tường với. Thật ra cuộc sống của em cũng bận rộn, bận đi học, bận đi làm. Xong rồi xung quanh thì có gia đình, có bạn bè nên là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Em không có nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương cho đến gần đây. À, khi mà công việc bắt đầu đi vào ổn định rồi mới cảm thấy ok, mình cần một tìm một nửa của mình để có thể hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người có bạn trai là người như thế nào? Kiểu trong tình cảm thật ra thì em cũng hay không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy. Nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc, sẽ như là như bố mẹ em ở nhà ấy. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Còn mẹ em thì lại đảm đang, giỏi kinh tế. Thì em cũng muốn một người đàn ông nào đấy có những cái tính chất đấy để cho em được cảm thấy an toàn và gần gũi. Thế thì quay lại với chàng trai của mình là Quốc Khánh, mẫu người lý tưởng của em sao? Em cũng không có một mẫu người lý tưởng hợp suy nghĩ, thì mình đến với nhau thôi. Nói chung là nếu mà họ có một vài điểm xấu thì cũng rất là bình thường mà. Thì ai cũng có điểm xấu. Hiện tại thì em cũng cố gắng để có thể phát triển được bản thân á. Tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc, thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Em có ngại yêu xa không? Em bình thường mà, tại vì thực ra là công việc của em thì lâu lâu nó cũng đi lại rất là nhiều. Thế nên là quê quán và họ hàng của em là vẫn ở ngoài Bắc hết, chỉ có ba mẹ em là trong Nam lập nghiệp thôi. À, bây giờ thì Lan Chi ơi, em hãy giới thiệu cho chương trình biết nha, tình trường của em như thế nào? À, dạ chị ơi, em trải qua cũng nói chung là cũng nhiều, nhưng mà để về sau đậm thì chỉ có hai mối tình thôi. Đó là mối tình hồi đi học đại học được một năm á chị, rồi hai người yêu xa. Em thì học ở trên Sài Gòn, bạn đó ở Bến Tre, nên là hai tụi em về vấn đề khoảng cách địa lý á, nên là hai tụi em chia tay. Bạn đó đi lấy vợ. Rồi mối tình thứ hai là gần đây nhất, em với bạn đó quen cũng được 8 tháng mấy, nhưng mà bạn đó có người thứ ba nên là em chia tay bạn đó. Em phát hiện ra hay là ai nói em biết? Dạ, em phát hiện ra chị. Giống như là con gái mình nó có linh tính á, khi mà người ta có sự thay đổi là mình bắt đầu mình sẽ biết ngay, mình để ý ngay là mình sẽ phát hiện ra. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì phải độc lập về tài chính trước cả, và biết suy nghĩ cho tương lai, chứ không phải là kiểu như là còn ham chơi thì em không thích lắm. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Đối với em ngoại hình thì không có thành vấn đề, tại vì ngoại hình mình có thể thay đổi được. Em là huấn luyện viên khi mà, nên là muốn mập hay ốm thì là em về em huấn luyện hết. Cũng nghe được tiêu chí của em rồi ha. Thế bây giờ quay lại với bạn trai ở khung cửa màu đỏ nha. À, Cường ơi, mình kể về tình trường của mình đi Cường. Tình trường em thì chỉ có một mối tình chính thức thôi chị. Còn nữa thì có ba mối nhưng mà không có chính thức. Ba mối mà không chính thức là sao? Hai mối tình em đơn phương người khác ạ. Còn một một cái thì một mối thì em hai bên không có đến được với nhau ạ.
Lý do tại sao không đến được với nhau? Em gặp bạn đó thì bạn đó đã có người yêu rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy là có hai người có yêu nhau không? Dạ cũng có, nảy sinh tình cảm vậy, nhưng mà chỉ duy trì ở mức gọi là bạn bè thôi, chứ không có vượt quá gì. Dạ. Hai mối đơn phương rồi một mối thì anh mãi mãi là người đến sau. Rồi bây giờ mình nguyện vọng muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè, tiêu chuẩn như sao nè? Em thì cũng thích mẫu phụ nữ là biết nấu ăn với lại quan tâm đến mọi người, với lại biết chăm sóc gia đình. Vậy cũng đơn giản ha. Bây giờ thì chị biết là các bạn cũng rất là tò mò rồi, hồi nãy giờ là các bạn không có được nhìn thấy mặt nhau. Thế thì bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn cùng kết nối và tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mở cửa trái tim. Các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi chị. Ok chị. Em thấy rồi. Không biết là hiện tại cảm xúc của em như thế nào hả Cường? Dạ, cảm xúc của em hiện tại cũng hơi hồi hộp chút chị. Em thấy thì bạn nữ màu đỏ thì nhìn có vẻ khá là cá tính. Bạn nữ bên màu xanh thì cảm giác là đầm tính hơn, có vẻ là dịu dàng. Rồi còn Khánh. Cảm xúc của Khánh hiện tại như thế nào Khánh ơi? Cũng giống với anh Cường á, là thấy bạn màu đỏ thì nhìn hòa đồng với nhìn trông năng động á. Còn bạn màu mặc áo màu vàng thì đúng là người phụ nữ của gia đình luôn á. Nó nhìn trông dịu dàng. Thế thì Như Quỳnh, cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi nhìn thấy hai chàng trai của chương trình? Đầu tiên là thấy vui chị ạ. Thấy hai bạn rất là sáng sủa đẹp trai. Khá là uy nhìn ạ. Với cả em hơi kiểu các bạn nhận xét về em là phụ nữ của gia đình với nhẹ nhàng thì chắc nó chỉ đúng một phần thôi chị. Sau hôm nay chắc mặc cái váy này đâm ra là nó hơi nhẹ nhàng xíu. Thấy thì mình em không được nhẹ nhàng cho lắm. Ok, vậy một lát nữa mình trao đổi, mình cứ thể hiện để người ta có thể thấy rõ được cái tính cách của mình nha. Vậy thì còn Lan Chi, cảm nhận của em như thế nào ngay giờ phút này? Dạ, em chào tất cả các bạn. Thì em thấy hai bạn nam đẹp tiếng giống em. Mới bước đầu là em thấy hai bạn nam nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà bạn áo trắng thì nên tăng cân xíu tại vì bạn hơi ốm. Là bạn ở ô cửa màu đỏ đó phải không? Là nên ăn chút xíu phải không? Hơi ốm đúng không? Dạ, đúng. Anh ở ô cửa màu đỏ đó là anh Xuân Cường đó, anh nuôi bò sữa đó, cũng có thú chăn nuôi giống em đó. Rồi, thế thì bây giờ để cho các bạn dễ trò chuyện với nhau nè, dễ hiểu được nhau nè. Bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề của ngày hôm nay để rồi cả bốn chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người thế nào? Lương 5 triệu, biết chăm con, giúp đỡ vợ, hiền lành, sợ vợ. Lương 50 triệu, nhát việc nhà, gia trưởng, lười chăm con. Chà, cái này khó à nha. Tao nói cuộc đời không có gì là hoàn hảo hết, được cái này phải mất cái kia. Và cuộc đời nó có những lúc nó bắt ta phải lựa chọn rất là éo le. Lan Chi, em hãy nói quan điểm của mình trước cho chị Tường nghe, với mọi người cùng nghe nè. Dạ, em chọn là lương 50 triệu nhưng mà nhát việc nhà, gia trưởng và lười chăm con. Tôi thích cô này nè, lý do tại sao em lại chọn như vậy? Dạ, tại vì á, cuộc sống của mình á, thì phải bây giờ nó càng khó khăn với lại dịch bệnh nữa, nên là em nghĩ là lương nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Ngoài ra mình có thể có tiền để mình đi làm đẹp cho bản thân. Em ơi, vậy là em tưởng tượng đó, em ước mơ nó đẹp quá rồi. Em phải nên nhớ cái ông làm ra 50 triệu đó là cái ông nó rất là gia trưởng. Ông quan điểm của ông phụ nữ là phải ở nhà làm việc hả, chứ làm gì có cái vụ đưa cho em 50 triệu để em đi ra ngoài tung tăng làm đẹp. Cái người chồng gia trưởng là cái người chồng chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc cho con cái, quán xuyến việc nhà, chưa chắc ông cho tiền để mà mướn người giúp việc nữa nha em nha. Sao? Dạ vậy nhưng mà em cũng chọn đáp án đó, lương 50 triệu. Em sẵn sàng ở nhà là làm việc nhà và chăm con đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái quyết định rất là quyết liệt, rất là khẳng khái, có nghĩa là chấp nhận có thể cực khổ một chút xíu, bắt đầu bù tóc rối một chút xíu, nhưng mà trong túi có tiền, gia đình có tiền. Rồi,
Bạn Như Quỳnh, em thì lựa chọn như thế nào và cho chị biết tại sao em lại lựa chọn như vậy? Còn nếu mà để mà phải chọn ý, thì em sẽ chọn là người nào thương em. Ở đây chưa có nói tới vấn đề thương hay không thương. Nhiều khi anh nào cũng thương hết trơn á, anh nào cũng thương vợ đó. Thì nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí tiến thủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn, thì em sẽ chọn. Còn nếu mà lương 5 triệu, thế nhưng mà người ta lại có tư tưởng là an toàn, không chịu phấn đấu, rồi nghĩ như vậy là đủ thì em sẽ không chọn. Còn với một người lương 50 triệu, người ta làm ra cần lấy tiền một tháng thì có nghĩa là người ta sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho công việc, sẽ không có thời gian để làm việc nhà, rồi cũng không có thời gian để chăm con. Vì không có thời gian nên mới dẫn đến cái lý do đấy thì em chấp nhận được. Còn nếu mà cậy là tôi làm ra tiền nên là những cái phần kia tôi không làm ấy, thì không thể chấp nhận được cái đoạn đấy ạ. Còn hai người đàn ông như nhau, người lương 5 triệu, người lương 50 triệu, thì em phải hiểu cái người 5 triệu là người ta không có ý chí tiến thủ rồi, người ta sợ vợ và chỉ ở nhà phục vụ vợ con. Còn cái người 50 triệu giống như em nói là đúng rồi đó, ta phải đầu bù tóc rối với công việc, người ta mới ra được cái lương 50 triệu. Và như vậy thì người ta về đến nhà là người ta chỉ là công việc cá nhân, nghỉ ngơi hoặc là thư giãn, giải trí một chút xíu. Nó là như vậy, em chọn đi. Thế thì chắc là em sẽ chọn lương 5 triệu, thương vợ thương con, làm việc nhà. Tiền thì em có thể kiếm được, thế nhưng mà em muốn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu mà sống với một người mà không thương mình mà lại còn gia trưởng như chị nói thì chắc là em không sống nổi á. Có nghĩa là em sẵn sàng, em nghĩ rằng là mình có thể có tạo ra được cái thu nhập hỗ trợ cho chồng mình, nếu chồng mình làm lương thấp hơn mình cũng không ngại. Nếu mà bắt buộc phải chọn thì em sẽ chọn như thế. Còn nếu mà ok, để chọn thì chắc em phải vậy chị ạ. Ở vậy luôn, khỏi chọn ai hết phải không? Rồi, sao hai chàng trai của tôi ngày hôm nay sau khi nín khe nghe sự lựa chọn của hai cô gái thì bây giờ đến phiên hai anh phát biểu nè, hai anh thì có suy nghĩ như thế nào? Nói chung là cái câu hỏi đó cũng khó đó. Tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Còn nếu mà gặp trường hợp thật sự mà phải chọn lựa giữa lương 5 triệu và như kia và lương 50 triệu và như này á, thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn. Tại vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Thật ra khó nhưng mà là có đó. Tụi em nói không có là không đúng đâu. Trên thực tế là có rất nhiều như vậy. Và cái người làm chủ kinh tế người ta chỉ muốn những người khác phải phục vụ mình thôi. Bản thân tại sao chị Tường phải ở một mình, chị Tường ế? Tại vì chị làm chủ kinh tế mà, chị làm ra tiền mà, cho nên chị cũng muốn cái người bạn trai của chị cũng phải phục tùng những cái suy nghĩ của chị. Cái người đàn ông đó của chị không có được can thiệp quá sâu vô những cái quyết định của chị. Cái những cái người chồng mà thành đạt cũng vậy đó tụi em. 50 triệu rồi đó là em thoải mái rồi đó, thì em ở nhà đi, em đừng không cần phải đi làm. Em đi làm sao mà tôi đi làm, rồi em đi làm rồi con ai coi. Những cái quan điểm người ta gia trưởng là như vậy. Còn ngược lại, chị nói thẳng luôn, cái chàng trai mà đã 5 triệu mà đã ở nhà là đã không có chí cầu tiến rồi. Cái người vợ đó là cái người vợ đã nắm quyền rồi. Mà người vợ nắm quyền thì nó quay lại trường hợp giống như chị đúng không? Chứ 5 triệu giờ sao sống? Cuộc đời nó là như vậy, có rất nhiều luôn. Và khi mình không có chọn được cái người phù hợp thì ở vậy gọi là ế. Đấy, ế. Mình may mắn lắm mình mới gặp được một cái người cùng quan điểm để cùng yêu thương chăm sóc. Rồi, ý của Cường thì như thế nào? Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Theo quan điểm như mà chị nói ấy, thì em thấy là ảnh chỉ đi làm về xong rồi ảnh quăng cho vợ một cục tiền đó, còn tất cả các công việc ở trong gia đình là vợ là người làm hết. Cuộc sống như vậy thì đồng ý là có thể thời gian đầu thì mọi thứ nó sẽ bình thường, nhưng mà về lâu về dài thì trong cuộc sống gia đình nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Tức là không phải là ăn kiếm tiền nhiều là có thể là gia đình nó sẽ êm ấm hoặc là nó được lâu dài. Còn mà bên vế của cái anh chàng mà làm lương 5 triệu một tháng mà biết phụ giúp chăm lo cho gia đình này kia, thì đồng ý là có thể là cuộc sống vật chất nó không được đầy đủ. Vợ là người kiểu người cầm cán, là người gọi là người đưa ra quyết định chính ấy. Có thể là anh chồng thì anh phải kiểu hạ thấp mình chút, nhưng mà em nghĩ là ở bên vế này thì cuộc hôn nhân, nếu mà nói về cuộc sống gia đình ấy, thì nó sẽ bền lâu hơn lại với lại cái anh mà bên 50 triệu. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Cuộc sống nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi mình nghĩ vậy nhưng mà thực tế nó không có giống như vậy. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ riêng của các bạn. À, tôi cũng mong muốn có chàng trai nào hơi chịu khó, chịu lép vế với tôi chút xíu thôi. Trời ơi, là sống chung với nhau là hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mình kiếm cái người ở đâu mà vừa đẹp trai, vừa thành đạt, vừa có tiền, vừa yêu thương mình nữa. Ở đâu ra? Không có đâu.
Thế thì nãy giờ cũng lắng nghe nhau hết trơn rồi. Giờ chị Tường muốn các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau một chút xíu nè. Em cũng muốn đặt câu hỏi cho bạn, hai bạn luôn ạ. Em ở Lâm Đồng thì chẳng hạn, ví dụ hai bạn, một bạn ở Sài Gòn với một bạn ở ngoài Hà Nội á, thì ví dụ như là hai bên mà đến được với nhau á, thì hai bạn có chấp nhận là ví dụ mình về Lâm Đồng làm dâu? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì em cũng muốn hỏi lại bạn là ví dụ như là nhà gái có đủ điều kiện để mời bạn nam sống chung với gia đình vợ luôn thì bạn nam suy nghĩ như thế nào? Ở chỗ gia đình vợ thì đủ điều kiện để cho mình lập nghiệp luôn á. Cái đó thì theo anh nghĩ thì nó tùy thôi à. Ví dụ như gia đình anh hiện tại thì nói chung là điều kiện cũng khá là đầy đủ, cũng không thiếu gì hết. Mà gia đình bên đó cũng điều kiện cũng đầy đủ, không thiếu gì hết. Thì kiểu hai bên mà đến được với nhau hoặc là muốn tiến xa hơn á, thì chắc lúc đó sẽ thảo luận lại. Mình có thể thảo luận đưa ra một cái phương án mà hợp lý nhất. Thì nếu như là hai người yêu nhau thì nói chung sẽ tìm ra cách để mình có thể ổn thỏa hai bên hai, cái đó là, nhưng mà trước mắt thì hai người phải yêu nhau đã. Thôi được rồi, nhiêu đó là để hiểu cái suy nghĩ cũng như là cái quan điểm sống của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cái gì cho nó vui vẻ lên một xíu nè. Đó, để mà chúng ta bắt đầu đi đến cái phần quyết định chọn lựa. Bây giờ mình có quà tặng dành cho nhau đi. Chi? Em có thể hát tặng. Nàng như mùa tô không phải thương sát theo hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mần bao tiết nuôi trái tim. Và ta nhặt lại từng cây phần dưới. Em vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã mất dung nhan tuyệt vời nhất thế gian. Là em khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi qua mỗi tình. Dạ em xin hết rồi. Hey. Còn Quỳnh ơi, mình tặng một món quà gì cho chương trình đi nè. Thật ra thì em không có năng khiếu về mấy khoản này lắm, chi hát hay quá. Nhưng mà chắc là em cũng sẽ tặng mọi người một đoạn nhỏ thôi trong bài hát mà em yêu thích. Okay. Thì bài hát này cũng nói okay. một cái kiểu như là mỗi người đàn ông mà em sẽ chọn ấy, kiểu người em thích trong bài Like My Father của Jack. I need a man who patient and kind, get out of the car and hold the door. We wanna dance in living room light, waiting a sunny for mango. Always someone who make me feel young. I need a man who loves me love. My father loves my mom. Wow, dễ thương. Rồi, giờ hai bạn trai tôi đơ hình rồi phải không? Hai bạn nữ cũng rất là tuyệt vời ạ. Hát bạn nào hát cũng hay hết ạ. Bạn nào cũng xinh hết. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phòng 3 của chương trình với tên gọi là Khoảnh Khắc Quyết Định. Các bạn sẽ có biểu tượng trái tim màu xanh, trái tim màu đỏ và cái biểu tượng mặt cười. Sau 5 giây các bạn đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mình muốn hẹn hò đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Nếu như các bạn cảm thấy là hôm nay chưa tìm được một tiếng nói chung với ai đó hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Đó là quyền của các bạn. Bây giờ tôi muốn kiểm tra lại là các bạn đã có đủ 3 cái biểu tượng này trước mặt mình chưa? Dạ rồi chị. Ok. Em có đủ rồi chị. Các bạn sẽ nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của chị Tường thì các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Xin mời cả 4 bạn nhắm mắt lại. 1 2 Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và đưa ra sự quyết định cho đúng đắn. 4 Không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy,
Nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc. Và 5. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm chăm con phụ mình. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Xin mời biểu tượng của cả bốn bạn. Cười, còn bên đây mặt cười luôn hả? Ôi trời ơi, sao ngày hôm nay các bạn cười nhiều vậy? Chỉ có bạn Quốc Khánh là đưa trái tim màu đỏ mà thôi. Như vậy có nghĩa là ba bạn còn lại chưa có cảm thấy rung động hoặc là chưa có cảm thấy tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai ở trong chương trình hết. Lan Chi, tại sao mà em không chọn được chàng trai nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, như là em đã chia sẻ ngay từ đầu là em không thích yêu xa, em nghĩ là mình làm bạn sẽ tốt hơn. Nhưng mà em mai mốt hết dịch thì em cũng lên thành phố mà, thì sao em không chọn anh Quốc Khánh? Bạn Quốc Khánh thì bạn cũng rất là tốt, nhưng mà về cái quan điểm thì nó không có đồng điệu với em lắm, nên là em chưa có cảm xúc cho lắm nên là em không chọn. Em là một cô gái rất là thẳng thắn và rất là mạnh mẽ. Còn Quỳnh thì sao? Hồi nãy giờ ai cũng là khen em hết trơn á, mà chị tưởng đâu thể nào em cũng sẽ chọn được một trong hai anh, sao cuối cùng em cũng không chọn anh nào vậy Quỳnh? Với em thì khoảng cách hay là độ tuổi thì nó cũng không hẳn là một lý do quan trọng ấy, mà quan trọng là thì điểm hiện tại em không cảm nhận được cái sự muốn tìm hiểu của hai bạn ấy đến với em ấy. Em quyết định là cười với cả hai bạn thôi ạ. Thế còn Khánh ơi, khi mà Khánh đưa trái tim ra chọn Khánh là người duy nhất đưa trái tim màu đỏ, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng không có được kết đôi với nhau, thì không biết là Khánh suy nghĩ như thế nào. Thực ra là trong hai bạn thì nói chung là kiểu gì thì em cũng sẽ chọn một trong hai bạn, là tại vì em cũng không có khái niệm là có cái mặt cười nữa. Thì em thấy bạn áo đỏ thì được hơn thì em chọn bạn áo đỏ thôi. Thế còn Cường là như thế nào Cường? Em có suy nghĩ gì trong lúc này? Hai bạn nữ thì đều bạn nào cũng đều tốt hết ạ. Nhưng mà em nghĩ khoảng cách nó hơi xa. Cho nên là em cũng hơi ngại cái chuyện đó một chút ạ. Tường cũng rất là tiếc. Ngày hôm nay Tường cũng cố gắng hết sức. Tại vì nhìn cái giao diện bên ngoài thì các bạn đều là trẻ, năng động, đều xinh đẹp như nhau hết. Nhưng mà chỉ một ít thời gian không đủ để chúng ta hiểu được và cảm nhận được nhau. Cũng xin chúc cho bốn bạn sẽ tìm được cái duyên của mình, sớm tìm được một nửa yêu thương nha. Kính thưa quý vị, anh theo dõi chương trình có một chút tiếc nuối trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả. Và đến với chương trình ghép đôi thần tốc thì dù các cặp đôi không có thành công, các bạn ấy không hẹn hò với nhau, nhưng mà nhãn hàng John một giặt hai trong một, giặt và xả tất cả trong một, cũng sẽ dành tặng cho mỗi người tham gia chương trình mỗi người là một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 quý vị nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCD Media.